đi nước ngoài có không? Có không? Chị có không? Hỏi anh chị em có người nước ngoài không? Có. Chị có không? Dạ không. Ai là có người đi nước ngoài? Có thân nhân ở nước ngoài? Có không? Con có không? Đây mời con lên đây. Đấy con hỏi, cho hỏi tí. Con ở đâu? Dạ, thực ra con ở Miami, Florida. Ở đâu? Orlando, Florida, ở Mỹ. Ở Mỹ, vâng. Đây là một người ở bên Mỹ. Con có người nào ở Việt Nam không? Dạ có, chị có ở Việt Nam. Ai? Đây, chị con lên đây. Lên đấy. Rồi người em đi Mỹ, còn người chị ở lại Việt Nam. Thường là những người đi Mỹ là hướng về Việt Nam để làm cái gì? Để làm cái gì? Bảo lãnh cho cái người ở Việt Nam, đúng không? Người đi Mỹ đi trước, rồi đi Mỹ đi, sang bên Mỹ. Rồi bắt đầu gửi quà về, gửi quà về, cái bà này gửi đi, gửi quà về. Rồi đây gửi thêm món quà nữa, đây là trái tim Chúa Giêsu lòng thương xót. Đây bên Mỹ, Việt Nam mới có, Mỹ làm gì có. Rồi đây là Việt Nam có, người ta gửi quà về cho chị. Chị bắt đầu gửi sang Mỹ, cầm như vậy. Rồi đây bắt đầu gửi sang Mỹ, gửi sang Mỹ. Rồi bắt đầu Mỹ gửi cái gì về Việt Nam? Gửi gì? Gửi lòng thương xót Chúa về Việt Nam. Cái bà này bảo con cần đô la thôi. Có nhiều người rất là thực dụng, và có nhiều người chỉ dừng lại cuộc sống ở đời này là khi, hồi đó tôi hay đi Roma về là hay mua ảnh, mua chuỗi, mua thánh giá. Thì có mấy sơ học trò chạy ra, cha mới về, cái chắc có quà, cái tặng cho chàng chuỗi, tặng cho cây thánh giá. Mấy bà sơ loại chuỗi, loại thánh giá. Cái lần sau về biết rồi, cho vào phong bao thư, cho đồ ở trong đó. Có quà gì không cha? Đây. Nhảy lên. Như là bố sống lại vậy. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là có người ta họ dừng lại những cái món quà, những cái thế gian này. Thì thế gian này là người đi Mỹ trước là dọn chỗ để bảo lãnh cho người nhà của mình đi. Đúng không? Đúng không? Và người ở nhà là mong mỏi làm sao mà giấy tờ bảo lãnh nó về càng sớm càng tốt. Đúng không? Và được giấy bảo lãnh rồi đi phỏng vấn. Rất nhiều người đến cầu khấn là xin cho con phỏng vấn tốt đẹp. Có không? Rồi khi mà phỏng vấn xong rồi mới bắt đầu đi sang đoàn tụ được bên Mỹ, bắt đầu cuộc hội ngộ. Sau 25 năm chị em xa nhau, bây giờ lần đầu tiên chị em được gặp nhau. Lắm. Ôm chầm lấy chị, ôm tôi cái bàn. Chị bà bảo lãnh chứ tôi có bảo lãnh cho bà đâu mà bà ôm. Thì đây rồi bắt đầu mới tặng cho nhau những món quà. Đây là người Việt Nam mới đi sang Mỹ, gặp Mỹ rồi, sang gặp rồi lại còn đi ra làm cái gì, muốn về Việt Nam nữa sao mà các bạn ơi. Rồi mới tặng cho nhau, đây là món quà, đây em tặng chị nói. Dạ cái này là tôi là chị của Liễu, và món quà này thì chiều nay Liễu nó dắt tôi tới đây là quà rồi, xin cảm ơn. Thật sự các bạn này chả biết cái gì cả. Chán bài quá, vở kịch nó đang hay bà làm nó mất hứng rồi. Thật thà quá. Đây là người ta đang một cái câu chuyện để nói về một cái thực tại thiêng liêng. Đây là thực tại trần gian, để nói trần gian mà ta còn mừng như thế này, được bảo lãnh mà còn mừng như thế này, thì huống hồ bây giờ tôi hỏi anh chị em, bảo lãnh sang Mỹ rồi, sống ở Mỹ có xe hơi, có nhà lầu, rồi được tự do, rồi có đầy đủ mọi phương tiện, sung sướng không? Dạ, bình an, cảm thấy rất là bình an. Tôi hỏi sướng không thì cứ bình an. Tôi hỏi đang trả lời nẻo. Tôi hỏi sướng không? Sướng, có tiền sướng không? Có nhà sướng không?
Có xe sướng không? Có gì được nấy sướng không? Mà có hạnh phúc không? Tôi đang nói chuyện đó mà. Mà lại đây. Đi Mỹ mà sợ vậy, sao mà đi Mỹ được? Vậy mà sao lên nước trời được? Thì thưa anh chị em, mình sướng nhưng mà sướng không phải là hạnh phúc. Sướng chỉ là để thỏa mãn cái nhu cầu vật chất của mình thôi. Nhà cao, cửa rộng, nhà lầu xe hơi là nhu cầu vật chất. Còn nhu cầu tinh thần nữa, sang đó anh em có hòa thuận hay không? Sang đó vợ chồng có yêu thương nhau hay không? Hay là mới đầu bảo lãnh cho bằng được, bảo lãnh sang rồi sao thấy bà này, bà ấy, người ta nhà có máy lạnh, bà ấy đem sầu riêng sang bà sơi. Bà này chịu nổi không? Không chịu nổi. Rồi bắt đầu bà này, người ta đem rau muống luộc, bà này sắt ngay mắm tôm lên bà ấy chấm với lại cà. Bà này chịu nổi không? Không chịu nổi. Bắt đầu hai chị em bắt đầu xích mích vì tính tình không hợp. Cuộc sống hai bên nó khác nhau, bây giờ ráp vô nó khó hợp. Rồi phong tục tập quán, rồi thói quen, mọi cái nó đều không hợp hết. Vì thế mà hai người bây giờ bắt đầu mới thấy rằng là nước Mỹ vẫn chưa phải là thiên đàng. Lúc trước ở Việt Nam thì mong sang Mỹ vì tưởng Mỹ là thiên đàng. Bây giờ sang Mỹ rồi thấy hai người không hợp nhau thì Mỹ vẫn chưa là thiên đàng. Ta thấy rõ ràng. Đó, thì mình thấy rằng là cuộc sống ở trần gian này không đâu là thiên đàng cả. Và Chúa nói rằng thiên đàng ở ngay chính trong tâm hồn của người. Không đi tìm một thiên đàng ở đất nước nào cả, mà thiên đàng ở chính tâm hồn của mình. Khi mà mình có sự bình an, khi mà mình có lòng thương xót, thì đó là thiên đàng. Vì ngoài lòng Chúa xót thương. Cho nên là chỉ có nơi đâu mà có lòng thương xót, nơi đâu mà người ta đón nhận Chúa là đường, là sự thật, là sự sống, thì đó mới là thiên đàng. Mà chúng ta thấy ở mấy trần gian này mà đi trước để dọn chỗ. Bà này bà sợ rồi, không dám đến Mỹ nữa. Bà này bà Mỹ thì bà làm sao mà để cho người ta càng chạy xa ra thế này. Anh chị em mà 25 năm gặp nhau mà bây giờ nó cứ càng ngày nó càng xa ra là thế nào thưa anh chị em? Đây tôi gửi tặng cho chị nha. Đây là chị đi về Mỹ. Đây là những món quà của